Rồi, chúng ta bắt đầu học hôm nay nha. Thì trước khi mà bắt đầu cái bài học là mô hình khái niệm conceptual model thì cô và các bạn cùng xem một video để chúng ta thấy được tầm quan trọng tại sao chúng ta phải xây dựng conceptual model trước khi chúng ta bắt tay vào thiết kế. À, bạn, cô chào Triết nha. Bây giờ chúng ta cùng xem một video với cô nha. Rồi, các bạn đợi cô xíu nha. À, để cô xíu cho cô xem màn hình cái nha. Rồi, chúng ta bắt đầu xem một video Introduction to Conceptual Model, Intro the Design of Everyday Things. Thì đây là bác Don Norman. Mình học môn SCI thì mình phải biết bác này, đó là bác Don Norman. Chúng ta bắt đầu nha các bạn. Hey, Christian. Morning. Hey, John. Yes, please. That's a fancy teapot. Yeah, Chú happy to ý be hai cái bệnh nữa nè. Sorry. Don't worry, I'm actually, I'm lucky. Yeah, why don't you go in and I want to explain this. So, one of my favorite jokes, it's sometimes called Coffee Pot Confessions. It was done originally by a French artist. It's a copy made just for me. I use it with other books. You know, it's what's nice about it is obvious you grab the handle. It's obvious that's the spell, but it's also obvious that it's the wrong way. It won't work. Conceptual model is clear, it is clear that it's well. Well, it doesn't have a place to film. So, not sure I recommend that. Okay, then the other choice is at the bottom, which I'm going to try. So far. Anyway, yeah, that doesn't seem to work. That's not the way I used it before. Hey, why does the water drip out? Look at that. Think it works. What's your conceptual model? It's supposed to be a mystery. It's called a puzzle box. The Chinese invented it about 400 years ago. This is a copy. And you're right. There's no obvious way to put the water in. You don't really want to put it in there. You turn it upside down and there's holes. Sure. Look. Pour the water there, you turn it upside down, the water. Yeah, not supposed to be a particular. That's why it's called it. This was designed by a trickster. A good designer, and this is the challenge for design, will design things such that somebody can have an effective conceptual model to understand works. Or go out of the way so you don't have a model, if in fact that's the goal. And the only way a designer can communicate is through the objects that they design. There's the challenge, what this lesson is about. Rồi, chúng ta vừa xem xong thì chúng ta hãy xem lại cái bệnh này khá là đặc biệt nha. Mà cái bệnh là cái bản cái vòi với cái tài này khá là cùng một bên, rất là khó sử dụng. Còn cái bình này thì nó khá là đặc biệt là nó không có cái nắp, chúng ta đổ nước ở đây. Nhưng mà cái điều đặc biệt là chúng ta vẫn sử dụng như là cái bình nước thông thường. Đây các bạn sẽ thấy chúng ta vẫn sử dụng như một cái bình nước thông thường ha. Đó. Mình tưởng mình rót gì là không phải, mình lật cái bình lên và nước nó cũng không có đổ, rất là hay. Đó. Rồi, đó các bạn sẽ thấy. À, và
mà chúng ta rót nước như bình nước thông thường. Thì trước khi chúng ta bắt tay vào thiết kế vật lý physical design thì chúng ta phải qua cái bước là conceptual design, thiết kế khái niệm. Trong thiết kế khái niệm này thì chúng ta sẽ xác định được những yêu cầu người dùng và chúng ta sẽ có được những cái hướng, những cái giải pháp thiết kế trước khi chúng ta bắt tay vào thiết kế vật lý physical design. Đó là tầm quan trọng của chúng ta cần phải có conceptual design, thiết kế khái niệm trước khi bắt tay vào physical design, thiết kế vật lý. Và chúng ta sẽ bắt học, chúng ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay. Rồi các bạn ơi, đây là bài học của ngày hôm nay. Chương 2, Conceptual Model, mô hình khái niệm. Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu xem, đầu tiên mô hình khái niệm là gì? Mô hình khái niệm là gì thì chúng ta có hai định nghĩa. Định nghĩa thứ nhất, mô hình khái niệm là sự mô tả cấp cao của việc làm thế nào hệ thống được tổ chức và làm thế nào hệ thống được vận hành. Đó là cái định nghĩa thứ nhất. Mô hình khái niệm là sự mô tả cấp cao của việc hệ thống nó được tổ chức và được vận hành như thế nào. Còn một cái khái niệm thứ hai là mô hình khái niệm là một mô hình tinh thần trong đó người dùng thực hiện các thao tác. Vậy thì ở cái định nghĩa thứ hai chúng ta lại có thêm một cái khái niệm mới gọi là mental model, mô hình tinh thần. Vậy cô và các bạn cùng tìm hiểu mental model, mô hình tinh thần là gì? Mental model, mô hình tinh thần. Việc hiểu biết và kiến thức mà bạn có được về cái vấn đề nào đó thì thường liên quan đến mô hình tinh thần theo Don Norman. Don Norman là cái bác mà hồi nãy cô cho các bạn xem trong video clip đó, ha. Mô hình tinh thần là gì? Cái việc hiểu biết và kiến thức mà chúng ta có được về cái vấn đề nào đó thì thường liên quan đến mental model, mô hình tinh thần. Và mô hình tinh thần thì được dùng để lý luận lập luận về hệ thống và để cố gắng tìm hiểu xem chúng ta làm gì khi mà chúng ta gặp phải những cái điều không mong muốn khi chúng ta tương tác về hệ thống hoặc khi chúng ta tương tác với những cái hệ thống không quen thuộc. Thì đó là cái chúng ta vận dụng mô hình tinh thần. Và bạn càng hiểu về người dùng, người sử dụng, người dùng càng hiểu về hệ thống và cách vận hành của nó càng nhiều, người dùng càng hiểu về hệ thống và các chức năng của nó càng nhiều thì mô hình tinh thần của họ ngày càng phát triển. Tức là người dùng càng hiểu rõ về hệ thống và cách vận hành của nó càng nhiều thì mô hình tinh thần của họ lại càng phát triển. Và người dùng sẽ không có mô hình tinh thần tốt nếu như mà họ chỉ thực hiện thao tác bằng cách học thuộc lòng, tức là họ tương tác với hệ thống bằng cách học thuộc lòng. Vì sao? Vì nếu có điều gì sai xảy ra thì họ sẽ không hiểu được tại sao nó sai và làm thế nào để phục hồi lại nó. Thì cô tóm tắt lại cái mô hình tinh thần. Mô hình tinh thần mental model là gì? Cái hiểu biết kiến thức của bạn có về cái hệ thống thì được gọi là mô hình tinh thần, và bạn càng hiểu rõ hệ thống càng nhiều và cách vận hành của nó càng nhiều thì mô hình tinh thần của bạn càng phát triển. Do đó nếu người dùng chỉ tương tác với hệ thống chúng ta bằng cách học thuộc lòng thì họ không có mô hình tinh thần tốt, vì họ không hiểu được nếu có lỗi xảy ra thì tại sao nó bị lỗi và làm thế nào phục hồi lại nó. Thì cái mô hình tinh thần mà người dùng chỉ học thuộc lòng là mô hình tinh thần không tốt. Thì các bạn hay gặp khi người dùng họ tương tác với những cái hệ thống phần mềm hoặc là với những thiết bị gia dụng thì họ hay có thói quen học thuộc lòng và như vậy mô hình tinh thần của họ không tốt. Cô nêu ví dụ như các bạn, ví dụ như là sử dụng máy giặt đi mà người dùng có xu hướng học thuộc lòng thì người dùng chỉ biết là sử dụng máy giặt dơ, để đồ để quần áo vào máy giặt, rồi sau đó là để bột giặt nước xả vô, rồi bấm nút đóng nắp lại, rồi bấm nút start, sau đó hết giờ thì lấy ra. Thì ngày nào như ngày đó họ cũng thực hiện thao tác tương tác với máy giặt bằng cách học thuộc lòng và đó là mô hình tinh thần không tốt. Vì sao? Vì lỡ như một lần nào đó mà có sự cố xảy ra thì họ không biết được tại sao nó lỗi và làm thế nào phục hồi lại nó đó. Thì họ không biết, ủa hôm nay ví dụ họ tương tác y chang gì, ngày nào cũng học thuộc lòng thao tác y chang vậy, nhưng mà tự nhiên hôm nay cái máy giặt sao hôm nay nó giặt đồ xong mà nó không giặt đồ, đồ còn ướt vậy, thì họ không biết rồi tại sao lỗi xảy ra và làm thế nào phục hồi lại nó. Thì đó là cái ví dụ về mô hình tinh thần. Và người dùng thông thường nó cả lớp thì họ lại có xu hướng là họ người dùng họ có xu hướng như sao, là
Cô nhắc lại mô hình tinh thần là những hiểu biết và kiến thức của người dùng có được về cái hệ thống, và họ càng hiểu biết càng nhiều thì mô hình tinh thần của họ càng phát triển. Họ càng hiểu rõ về hệ thống càng nhiều và cách vận hành của nó càng nhiều thì mô hình tinh thần của họ càng phát triển. Và người dùng hay áp dụng cái mô hình tinh thần, tức là những kiến thức mà họ có về hệ thống hiện tại, khi họ tương tác với hệ thống mới thì họ thông thường họ lại hay áp dụng mô hình tinh thần họ có về những hệ thống mà họ đã biết vào một cái hệ thống mới. À, ví dụ như là dễ thấy nhất là gì? Bạn hay mua đồ ở Shopee. Shopee ha, cái bạn có mô hình tinh thần về việc tương tác với website thương mại điện tử Shopee, thì bạn biết tạo tài khoản sao, rồi đặt giỏ, đưa sản phẩm vô giỏ hàng sao, thanh toán như thế nào, rồi thu thập những cái voucher giảm giá như thế nào, rồi sao mã giảm giá sao đó bạn gần hết rồi, thì là mô hình tinh thần của bạn rất là phát triển, tức là bạn hiểu biết rõ về cái hệ thống mà thương mại điện tử của Shopee thì rất là nhiều. Sau đó thì bạn lại tương tác với một cái website thương mại điện tử khác, ví dụ như Lazada. Thì Lazada thì bạn thông thường người dùng họ có thói quen là họ sẽ áp dụng mô hình tinh thần mà họ biết được về hệ thống hiện tại với một cái hệ thống mới. Thì khi người dùng tương tác với hệ thống website thương mại điện tử Lazada thì người dùng lại áp dụng cái mô hình tinh thần mà họ có về hệ thống Shopee này vào cái Lazada này, để họ tương tác và họ sẽ tương tác được tốt hơn và hiểu hệ thống hơn. Thì cô nhắc lại, người dùng có thói quen là họ hay áp dụng mô hình tinh thần mà họ đã có về cái hệ thống hiện tại với cái khi mà họ tương tác với hệ thống mới, thì họ sẽ tương tác tương tự như vậy, áp dụng cái mô hình tinh thần họ đã có về hệ thống hiện tại khi mà họ tương tác hệ thống mới, thì họ sẽ tương tác tương tự như vậy nha các bạn. Rồi, tuy nhiên trong một vài trường hợp người dùng lại áp dụng mô hình tinh thần không đúng, đó là trường hợp nào? Bây giờ cô đưa ra một cái ví dụ nha, cho lớp mình dễ hình dung nha. Ví dụ bây giờ là như cả lớp biết được rồi, mùa bây giờ mình đang rất là nóng ha, ví dụ như bạn tưởng tượng thì mùa đông ở một cái nước ở Anh đi ha, trời mùa đông rất là lạnh, sương mù ha, rồi có thêm là vừa có sương mù vừa vừa lạnh không thấy mặt trời ha, rồi ôi ôi sương mù lại còn thêm mưa mà kiểu như mưa phùn nữa, rất là lạnh. Thì bạn đang ở ngoài đường, bạn đang đi làm về, thì bạn đang đi làm hoặc đi học về thì trời đang rất là lạnh, còn mưa phùn và sương mù nữa, bạn lạnh như lắm luôn. Và bạn mong muốn lớn nhất bây giờ của bạn là bạn trở về ngôi nhà của mình, và bạn mong muốn là căn nhà của bạn, cả căn nhà của bạn ấm lên nhanh nhất có thể. Vậy thì bạn làm gì nè? Khi đó bạn lạnh quá trời lạnh rồi, bạn về nhà, bạn muốn nhà mình ấm lên nhanh nhất có thể. Sau đó bạn mở cửa, bạn bước vô được nhà rồi, thì việc đầu tiên là bạn sẽ khởi động hệ thống thermostat, bộ điều khiển nhiệt độ, để bạn khởi động lại cái central heating, hệ thống sưởi trung tâm. Thì bạn bật cái thermostat lên để mà nhà mình ấm lên nhanh nhất có thể. Thì bạn sẽ lựa chọn cái option nào để bạn đảm bảo được cả ngôi nhà bạn ấm lên nhanh nhất có thể? Nhớ nghe cái từ khóa cô là ấm lên nhanh nhất có thể. Thứ nhất là bạn sẽ chọn nhiệt độ cao nhất, nhưng mà lớp mình ơi, nhiệt độ cao nhất mà vẫn an toàn nha, chứ không phải nhiệt độ cao nhất rồi bạn sốc nhiệt bạn bệnh không thấp không thấp. Ví dụ cô cho là nhiệt độ cao nhất là mà vẫn an toàn, thì bạn sẽ chọn nhiệt độ cao nhất mà vẫn an toàn, cô cho là 35 độ C đi ha. Bước một, bạn bật cái bộ điều khiển, chưa, bạn bật cái thermostat, bộ điều khiển nhiệt độ, chọn ở cái nhiệt độ cao nhất nhưng vẫn an toàn, ví dụ 35 độ C. Option 2, lựa chọn 2, bạn bật cái thermostat, bạn chọn cái nhiệt độ là cái nhiệt độ yêu thích của bạn, dù bình thường tôi chịu 22 độ, tôi chọn 22 độ. Vậy bạn sẽ phương án của bạn là gì? Hãy cho cô biết. Cô nhắc lại nha. Trời lạnh dữ lắm, lạnh luôn, không lạnh ơi là lạnh luôn á. Mà bây giờ mình trở về mình chỉ mong là ngôi nhà của mình ấm lên nhanh nhất có thể. Nhanh nhất có thể nha các bạn, nhanh nhất có thể. Thì mình làm gì vậy? Một, mở thermostat, chọn nhiệt độ cao nhất. Một, cô gõ nha. Nhiệt độ cao nhất nhưng vẫn an toàn nha. Nhiệt độ cao nhất. Cao nhất. Nhưng vẫn an toàn nha. Giờ các bạn thấy là không có ảnh hưởng gì hết trơn, nhưng mà an toàn. Nhưng an toàn. Hai, nhiệt độ yêu thích. Nhiệt độ yêu thích cơ bản dù 20 độ C thôi. Và hãy nhớ từ khóa của cô là ấm lên nhanh nhất có thể. Em nghĩ là chọn trường hợp số 2. Trường hợp số 2 ha. Bây giờ ấm lên nhanh nhất có thể. Các bạn ơi, để mà rồi bây giờ mình cần cái đầu tiên, mình chọn phương án đầu tiên đi Hậu. Tức là đầu tiên đó, nếu mà bước vô nhà bạn sẽ chọn phương án gì? Bây giờ các bạn ơi, các bạn đánh số 1 hoặc 2 cho cô đi nha. Cả lớp để cô dễ cô thống kê cho nó dễ.
các bạn đánh số, ví dụ như chọn một thì gõ số 1, còn chọn hai gõ số 2 nha. Hồi nãy có bạn nào chọn phương án hai, các bạn gõ vô cho trong cái thanh chat này để cô cần thống kê để cô xem phần lớn các bạn chọn phương án nào. Rồi trả lời đi, bạn nào cũng trả lời giùm cô ấy để cô coi sao. Một hay hai nè, ấm lên nhanh nhất có thể, vô mở thơ màu sắc chọn nhiệt độ cao nhất an toàn, hay nhiệt độ yêu thích 20 thôi. Đây, các bạn trả lời tiếp đi, lớp mình nhiều mà ta, cô thấy tới như hiện giờ là 35 bạn rồi. Rồi cô đợi một phút nha, một phút, cho một phút nữa cô đợi. Chọn cái đầu tiên thôi, mình tính cái đầu tiên trước đi, xuyên với kẹt. Hiểu bài một tí tí chuyển về hai, đúng rồi, có nghĩa là đầu tiên mình chọn gì vô đầu tiên luôn, còn mấy cái kia ví dụ như mình chọn một rồi họ mình chuyển sang hai là cũng được, nhưng mà mình sẽ đánh, nhưng mà nếu trong trường hợp đó các bạn vẫn gõ một cho cô nha, tại vì đầu tiên mình chọn cái gì trước cái đó quan trọng đó. Đầu tiên chọn gì trước nè. Rồi một phút nha, cô đợi các bạn trả lời tiếp nè. Các bạn trả lời từ từ đi để cô thống kê lại. Rồi. Rồi bây giờ tới phiên cô thống kê nha. Đây cô coi phương án của các bạn nha. Một, 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 một. Có bạn Hạnh chọn phương án 2. Một. Một. Có bạn Kết chọn phương án 2. Rồi. Rồi. Bạn Lập vẫn là phương án 1. Cả lớp ơi, để cô cho các bạn nghe đáp án nè. Các bạn biết theo thống kê á là hơn gần 80% người dùng chọn phương án 1. Tại sao gần 80% người dùng chọn phương án 1? Lý do là cái từ khóa của cô là ấm lên nhanh nhất có thể, và cô cũng nghĩ là phần lớn các bạn chọn phương án 1 thì các bạn giống như 80% người dùng đó. Nếu mà cô cũng chọn phương án một luôn, cô cũng giống 80% người dùng, giống như các bạn phần lớn là vậy, vì cái từ khóa của mình là ấm lên nhanh nhất có thể, và người dùng họ nghĩ rằng khi mà họ chọn nhiệt độ cao nhất thì cái phòng họ ấm lên, lẻ lên, hẻ lên lẻ nhất, nhanh nhất lẻ nhất, là lý do là vậy. Các bạn biết tại sao mà các bạn lại nghĩ là bấm chọn nhiệt độ cao nhất thì phòng ấm lên nhanh nhất không? Vì đa số chúng ta là bị ảnh hưởng bởi triết lý the more and more. Đây, triết lý này, the more and more. Đây, triết lý the more and more. Tức là càng nhiều càng nhiều. Triết lý đó có biểu như sao? The more you turn about something, the more it's causing the desire effect. Đây, nó là gì vậy nè? Để tôi gõ lại cho các bạn nghe triết lý đó. Tôi sẽ gõ vô cái mục chat cho các bạn. Đây. Các bạn nhìn nha. Nó gọi là the more and more philosophy. The more you turn about something, the more it's causing the desire effect. Bạn càng nhấn hay là bạn càng vặn hay nhấn càng nhiều thì nó sẽ bạn càng đạt được cái hiệu quả mong muốn nhiều nhất. Tức là bạn càng vặn hay nhấn càng nhiều thì bạn càng đạt được cái kết quả mà bạn mong muốn nhiều nhất. Ví dụ như là như vậy, có phải như là bạn vặn vòi nước đó, thì khi mà bạn vặn vòi nước càng nhiều thì nước nó chảy ra càng nhiều không? Vậy là bạn càng vặn hay nhấn cái gì càng nhiều thì bạn đạt được kết quả càng nhiều, kết quả mong muốn càng nhiều. Như bạn rửa tay á, bạn sử dụng vòi nước, bạn vặn vòi nước càng nhiều thì nước nó chảy ra càng nhiều. Giống như là bạn điều chỉnh âm thanh, bạn nghe nhạc có nó mới có cái volume âm thanh, mấy cái volume tròn tròn á, có phải là bạn càng vặn cái volume nó càng nhiều thì âm thanh nó sẽ phát ra càng lớn không? Thì đó là do mình bị ảnh hưởng bởi triết lý the more and more. Và vì vậy thì người dùng họ nghĩ ngay là họ chỉnh
Nhiệt độ càng cao, càng nhiều, càng cao thì phòng ấm lên càng nhanh. Thì đó là do ảnh hưởng của triết lý The More and More. Cho nên phần lớn 80% người dùng Costco và các bạn luôn nghĩ là ờ cô ơi, tại vì em chọn á, mà nhiệt độ càng 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 cao thì phòng ấm lên càng nhanh, là do ảnh hưởng của triết lý The More and More. À, tuy nhiên trong trường hợp này người dùng áp dụng sai mental model, mô hình tinh thần, tức là người dùng áp dụng sai mô hình tinh thần vì lý do là gì? Cái hệ thống sưởi trung tâm, kể cả máy lạnh các bạn sử dụng á, nó hoạt động theo theo cái nguyên lý là on off switch. Đây tôi giải thích cho các bạn on off switch là sao nè. On off switch là gì? Có phải đầu tiên bạn mở cái, bạn bật thermostat lên bộ điều khiển nhiệt độ, bạn chọn nhiệt độ cao nhất 35 độ C là cái phòng của bạn cái nhiệt độ nó làm một cái vèo tăng lên một cái vèo tới 35 độ không các bạn? Không, mà nó gì nè, bước 1 chọn 35 độ C thì hệ thống sẽ switch on, bật lên, nhưng không phải là nhiệt độ tăng một cái là đến 35 độ đâu các bạn, mà nó sẽ làm gì? Nó tăng một cách gradually, tức là nó tăng một cách từ 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 đến đúng mà nhiệt độ bạn chọn là nhiệt độ cao nhất 35 độ C, thì nó làm gì? Switch off, nó tắt để nó duy trì cái nhiệt độ cả ngôi nhà của bạn là đúng 35 độ C đó, thì nó mới duy trì được, chứ nó tăng lên hoài thì cả nó sao với bạn đúng không? Tại nó hoạt động theo cách là switch on switch off, mà bật tắt, bật tắt là gì? Đầu tiên chẳng 35 độ, bật nhiệt độ tăng lên từ 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 tới 35 xong switch off, nhắc nó tắt để nó duy trì nhiệt độ trong nhà của bạn đúng 35 độ. Nhưng một thời gian sau thì nhiệt độ các bạn sẽ bị hạ xuống, bị hạ xuống rồi thì nó lại tiếp tục switch on, bật lên và tăng lên từ 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 đến đúng cái nhiệt độ mà bạn chọn là 35 độ, sau đó nó lại switch off, nó lại tắt tiếp rồi này để nó duy trì cái nhiệt độ đó. Nhưng đợi thời gian thì nhiệt độ phòng nó giảm nó rồi thì nó lại tiếp tục switch on, bật lên và tăng từ 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 đến đúng nhiệt độ bạn chọn 35 độ. Cho nên vì hoạt động theo nguyên tắc switch on switch off, bật tắt như vậy, thì dù bạn chọn 35 độ hay là bạn chọn 20 độ hay là bạn chọn 25 độ thì nó cũng như vậy thôi, thì nó cũng sẽ tăng từ 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 đến đúng nhiệt độ bạn chọn rồi nó tắt, rồi nó duy trì nhiệt độ đó, rồi sau đó nó lại bật lên tiếp, rồi nó tăng từ 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 đến nhiệt độ đó, rồi nó lại tắt, bật tắt như vậy. Cho nên câu trả lời là dù bạn chọn nhiệt độ cao nhất hay nhiệt độ yêu thích thì nó cũng không làm căn phòng của bạn ấm lên nhanh nhất có thể đâu, nó cũng như vậy thôi. Tức là dù bạn chọn 35 độ hay là bạn chọn nhiệt độ yêu thích là 20 thì cũng vậy, nó cũng tăng nhiệt độ lên từ 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 thôi ha cả lớp, à, các bạn. Cho nên đây là ví dụ là trong trường hợp mà người dùng áp dụng mô hình tinh thần không chính xác, đó là trong trường hợp này. À, tại vì đa số người dùng là bị ảnh hưởng bởi triết lý The More and More, lý do là các cái hệ thống mà xung quanh chúng ta đa số vận hành theo triết lý The More and More, càng nhiều càng nhiều càng tốt, cho nên người ta sẽ áp dụng cái mô hình tinh thần như vậy đối với những cái hệ thống mới. Nhưng trong trường hợp này họ áp dụng mô hình tinh mô họ nó áp dụng cái mô hình tinh thần, họ áp dụng mô hình tinh thần mental model, áp dụng mô hình tinh thần mental model không chính xác, không đúng, trong trường hợp này là không đúng nha cả lớp. Rồi, và một cái ví dụ nữa là thật ra ngoài thực tế chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi triết lý The More and More và chúng ta không hay ha. Bây giờ đó là cô sẽ đưa thêm hai cái ví dụ nữa để các bạn thấy là chúng ta đang bị ảnh hưởng rất lớn bởi triết lý The More and More. Thì nói về cái vấn đề giao thông ha, các bạn ơi, cô đi bộ mà cô muốn qua lộ nha, mà cô muốn qua lộ mà đúng luật giao thông á, thì cô sẽ đến cái đèn xanh đèn đỏ thì sẽ có cái vạch dành cho người đi bộ á, thì cô nhìn vào cột đèn giao thông thì sẽ có một cái hộp đèn dành cho người đi bộ á, thì cái hộp đèn đó mà miễn mà cô thấy tín hiệu người đi bộ á mà chuyển sang màu xanh lá cây thì cô mới đi qua lộ nha, còn tín hiệu cho người đi bộ mà nó là màu đỏ thì cô không được đi qua. Tức là cô chỉ cần nhìn vào tín hiệu đèn giao thông thì cô biết lúc nào cô qua lộ, lúc nào không được, và cô không có tương tác gì cho nên đến cái cột đèn giao thông đó. Tuy nhiên ở anh đó, thì bạn muốn qua lộ á thì cái cột đèn giao thông của họ đó sẽ có một cái hộp đèn dành cho người đi bộ, à, dành cho pedestrian đó, cho người đi bộ á, thì cái hộp đèn đó đó là dành cho người đi bộ. Thì nếu cái hộp đèn đó bạn muốn đi qua lộ thì bạn cứ bấm nút để bạn đợi, và khi bạn bấm nút
thì bạn phải đợi cái hộp đèn giao thông á, cái tín hiệu người đi bộ chuyển sang màu xanh lá thì bạn mới đi, còn không á thì màu đỏ là bạn không được đi. Tức là bạn muốn qua lộ bắt buộc bạn phải bấm nút. Chúng ta hãy cùng quan sát một cái video clip để hiểu rõ hơn nha. Giờ các bạn đợi tôi share cái nha. Đây. Đây. Bạn đợi tôi xíu nha. The control box on the pole at your Đã, side có of cái the bảng road. giao diện, có cái mập There rồi nghe are không? no lights for you to watch the opposite side. Now watch closely as we show you how to use them. When you want to cross the road at a puffin crossing, look for the control box on the pole at your side of the road. When you look at the box, you can see also the traffic coming towards you. Do not cross when the red figure, that's the one at the top, is showing. To stop the traffic, press the button. Look how it lights up. Now wait until the green figure at the bottom lights up and the traffic is stopped in both directions. It's now safe to cross. The traffic lights will stay red for drivers until you reach the other side of the road. Just watch again. Stop when the red figure is showing. Press the button. Wait until the green figure shows and the traffic has stopped. And then you can safely cross the road. Rồi. Sometimes you might arrive at a crossing which has the green thing showing and other people. Rồi, chúng ta đã xem rồi nha cả lớp. Bây giờ tiếp theo cô sẽ nói tiếp. À, vậy các bạn thấy á, mình muốn đi qua lộ thì mình bấm nút và mình đợi tín hiệu người người đi bộ chuyển sang màu xanh lá mới được qua lộ. À, ví dụ các bạn thấy cái clip đó thì nó rất là lẹ, rất là nhanh. Tuy nhiên cả lớp biết không, thực chất là cái clip đó thì rất là lẹ, rất là nhanh, nhưng mà thực chất á là các bạn biết gì không, tức là bạn sẽ đợi thời gian rất là lâu. Nếu như hệ thống đèn giao thông ở Việt Nam mình có countdown, có đếm mà đếm ngược á, thì bạn sẽ biết bạn đợi thêm bao lâu. Ví dụ 40 giây, 30 hay là 30 giây, thì có số đèn đợi tới 60 giây hoặc 70 giây ha, là bạn nhưng mà ít ra bạn biết được bạn đợi trong thời gian bao lâu lâu thì nó có countdown. Còn đèn giao thông ở Anh các bạn sẽ thấy nó không có bộ đếm, tức là nó không có countdown, không có bộ đếm, cho nên là nó chỉ có màu đèn, đèn có màu đèn vậy thôi mà nó không có bộ đếm, cho nên dẫn đến là bạn sẽ không biết được bạn đợi trong thời gian bao lâu. Và thực chất cái việc đợi rất là lâu luôn đó cả lớp. Ví dụ như bạn đứng nha, cái nghe chân cầu đèn giao thông tín hiệu người dân đi bộ có cái nút đó, mình bấm một cái cái đầu mình đợi tín hiệu chuyển sang màu xanh lá mình đi, mà đợi lâu lắm đó cả lớp, mà mình cũng không biết mình đợi trong bao lâu luôn, tại nó không có đếm ngược hết, không có đếm đợi hoài vậy đó. Và nhiều khi lâu lắm thì nó mới chuyển sang màu xanh lá và mới được qua lộ. À, và đó là trường hợp nhất. Và trường hợp thứ hai là tôi nghĩ là các bạn hay gặp phải, đó là các bạn đi thang máy ha. Ví dụ như thang máy đó, nó cái tòa nhà đó có 8 tầng thì bạn đang ở tầng trệt, là tầng 1 đi, bạn ở tầng 1 đi, tòa nhà đó có 8 tầng, bạn đang tầng 1, bây giờ bạn muốn đi lên tầng 5, nhưng mà hiện giờ cái thang máy nó mình nhìn vô thì bạn thấy nó đang ở tầng 8, thì bạn phải bấm nút nút mũi tên lên để mà thang máy ở tầng 8 thì nó đi xuống tầng 1, nó rút bạn đi lên tầng 5. Các bạn hình dung nha, giờ tôi đang ở tầng 1 nè, tôi đợi thang máy, tôi muốn lên tầng 5 quá, thì tôi bấm nút mũi tên lên để mà đợi thang máy, thì thang máy giờ đang ở tầng 8, rồi bấm bấm nút mũi tên đợi thang máy xuống nước mình nè. Ủa sao tầng 8 sao còn hoài vậy ta, tự nhiên đợi mà. Ủa sao mới tới tầng 7 vậy ta, sao tới tầng 7 đợi lâu vậy, mà đợi từ sáng đợi từ tuần ha. Ở đó thì cái ngữ cảnh là cô đưa ra vậy. Và cái câu hỏi cô đưa ra là cả lớp ơi, các bạn ơi, các câu hỏi cô đặt ra là người dùng bấm vào nút bấm trong cục, trong bảng hiệu dành cho người đi bộ trong trường hợp mà cô vừa cho các bạn xem clip đó, với là người dùng bấm và bấm thang máy, thì người dùng bấm ít nhất bao nhiêu lần? Phần lớn người dùng bấm ít nhất bao nhiêu lần? Bây giờ câu hỏi bạn là mấy bạn đi thang máy đi, rồi bạn thường là bạn bấm thang máy, bấm rồi xong bạn đợi mới xuống nước bạn, thì bạn bấm ít nhất mấy lần? Gõ vô tin nhắn dùm cô đi, yêu như trường hợp đó. Ừ, mấy bạn gọi trước đi, cô sẽ là người gõ cuối cùng. Ừ. Ví dụ đợi thang máy nha, bấm cái, ủa sao kia vậy, còn ở tầng 8 ta, đợi, ủa sao mới lên tới tầng 7 đâu vậy ta, kỳ vậy ta. À, các bạn gõ số giùm cô đi.
Rồi gỡ đi rồi cô giải thích cho. Gỡ đi để coi coi các bạn cứ gỡ thoải mái đi. Tôi cho một cô cho các bạn 1 phút nha, cô sẽ là người trả lời, cô cũng trả lời cái câu hỏi này cho các bạn nghe luôn. Các bạn gỡ đi. Ít nhất bao nhiêu, bạn bấm vô nó bấm thang máy, ít nhất bao nhiêu lần đó. 1 phút nha, trả lời nhiều nhiều đi để cô thống kê lại. Bấm ít nhất nghe, cô đang nói ít nhất bao nhiêu lần, ít nhất bao nhiêu lần. Đã, đợi các bạn trả lời tiếp nha, 1 phút nha, chưa chưa hết 1 phút, tôi đang đợi. Này, để thống kê cái nha. Đang từ từ thôi, các bạn cứ nhắn tiếp đi, cô coi từ từ ha. Từ từ nha. Rồi bạn Thông thì nó ít nhất 2 lần nha cô, bạn Toàn ít nhất 3 lần luôn, bạn Liễu thì 1 lần thôi. Bạn Liễu khá là bình tĩnh, thuộc dạng có như bạn Liễu khá là hiền và bình tĩnh luôn á. Bạn Oanh cũng vậy, chắc các bạn nữ thì đa số bình tĩnh hơn. Bạn Oanh cũng 1 lần, bạn Giang cũng 1 lần á, bạn Giang là 1 lần thôi nha. Bạn Trường Giang khá là bình tĩnh nha. Bạn Duy thì 2 lần, bạn Kết 2 lần, ít nhất 2 lần. Cảm ơn Khánh Phát nha, cảm ơn bạn Phát. Hiếu thì 2 lần, bạn Quế thì 1 lần, bạn Quế cũng là bình tĩnh nè, cũng khá là bình tĩnh. Bạn Hậu 2 lần, bạn Kiệt 1 lần, bạn Kiệt cũng vậy luôn, khá là bình tĩnh nha. Bạn Triết trên 2 lần, bạn bạn Liễu 1 lần, bạn Nguyên 1 lần, bạn Đạt 1 lần. Bị là bạn Liễu với bạn Nguyên, bạn Đạt khá là hiền luôn, rất là bình tĩnh luôn. Bạn Thanh thì 2 lần, bạn Hưng cũng bình tĩnh nè, 1 lần thôi cô ơi, bấm lần thôi, từ từ 1 lần đi. Rồi bạn Duy 2 lần, bạn Việt 2 lần, bạn Toàn 2 lần, bạn Phong 1 lần, bạn Tuyền 2 lần, Điệp 2 lần, Triết 2 lần. Bạn Kiệt giải thích nè, một bấm bấm 1 lần xong đợi nóng lên bấm tiếp luôn. Bấm nhiều lần phải không? Ê Quân tới 8 lần nha Quân, sao nhiều quá vậy, 8 lần là quá nhiều nha. Ơi bạn Xuyên là ít nhất 3 4 lần, vậy nghĩ là nó hiểu thôi, có 3 4 người đợi và nhấn 3 4 lần nó chạy xuống nhanh hơn. Rồi bạn Hạnh 2 lần. Rồi để cô nói tiếp tới phiên cô nha, cô bấm ít nhất 2 lần, cô cũng vậy luôn á. Lý do là gì nè, tại vì sao, ủa tại sao mà mình bấm lần được rồi các bạn bấm chi 2 3 lần gì vậy mấy bạn, ít 2 lần gì hoặc là ít nhất 3 lần gì? Vì chúng ta bị ảnh hưởng bởi triết lý the more and more, càng nhiều càng tốt, càng dư càng tốt, không sao đâu, càng nhiều càng tốt, dư thì không sao, chỉ có sợ mình nó thiếu thôi các bạn nha. Tại vì mình bị ảnh hưởng bởi triết lý the more and more mà, triết lý đó thì làm cho mình nghĩ là càng nhiều càng tốt, bấm nhiều thì tốt, dư thì không sao hết. Cho nên đó là đa số các bạn bấm ít nhất 2 lần. Và cái thống kê này, cái trả lời câu hỏi này là hơn 80% người dùng họ trả lời là họ bấm ít nhất 2 lần, là khi họ đi qua, khi họ bấm nút bấm trong cột đèn, cái trong cái hộp đèn dành cho người đi bộ đó, họ bấm ít nhất 2 lần, hoặc là họ đi thang máy như các bạn họ cũng bấm ít nhất 2 lần, 80% luôn á. Lý do là bạn giải thích là cái gì nè, là vì họ nghĩ là khi mà bị ảnh hưởng bởi triết lý the more and more, càng nhiều càng tốt, cho nên họ nghĩ là khi mà họ bấm thang máy càng nhiều thì thang máy xuống càng nhanh càng lẹ. Khi mà người ta bấm nút bấm trong hộp đèn giao thông dành cho người đi bộ càng nhiều thì tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh lá càng nhiều đó. Giống như cô cũng vậy, mỗi lần mà cô đợi đèn giao thông hay là cô bấm nút bấm đó, là cô đợi, khi cô cứ bấm lần như cô nói bấm thêm lần đó. Hoặc là đi thang máy nhiều khi bấm lần, cái nhiều khi xung quanh không có ai nha, bấm 2 lần 3 lần luôn đó, vì bấm lần thứ hai xác nhận lại thì nghĩ nút bấm chưa nhận tín hiệu đầu tiên. Đúng rồi Triết, với lại lý giải Triết rất là hay luôn á. Vì họ nghĩ là bấm càng nhiều thang máy xuống càng lẹ, bấm càng nhiều thì hộp đèn giao thông dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh càng nhiều đó. Và như bạn Chiếc đã giải rất là đúng, nhiều khi bấm lần nhiều khi nó chưa ăn cô ơi, bấm thang máy nhiều khi bấm lần chưa chắc, em bấm 2 3 lần cho nó chắc vậy nó mới chắc ăn hơn cô ơi, bấm 2 3 lần cho nó chắc. Thì đó là tâm lý của người dùng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chiếc máy đồng hồ.
Nhưng thực tế thì bạn Kiệt nói đó, nó chạy tốc độ vậy thôi chứ cũng chả tăng tốc lên được. Đúng rồi, thực tế là máy, cái máy thực tế là thang máy vận hành với tốc độ vẫn như vậy thôi, chứ không có khi nào mà bạn càng bấm nó càng lẹ đâu cái lớp ơi. như kết nó bấm một lần sợ nó không hiểu, bấm hai ba lần cho nó chắc, đúng không các bạn? Thôi giống như là thực ra mình nói, ủa bấm lần ăn chưa ta, nhiều khi lúc nó không ăn bấm hai ba lần đi cho nó chắc. Nhưng mà dù bạn bấm nhiều như thế nào thì thang máy nó cũng như vậy thôi. Đấy là trong đây là cái ví dụ mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi triết lý the more and more rất là nhiều, và chúng ta vận dụng cái triết lý the more and more đó vào trong cái hệ thống khác. Ví dụ như trong thang máy mình cũng nghĩ nó vận hành theo triết lý the more and more. Tôi càng bấm nút bấm thì nhiều thang máy xuống càng lẹ, tôi bấm nút bấm thì nhiều hộp đèn dành cho người đi bộ chuyển sang tín hiệu màu xanh càng nhanh. Tuy nhiên trong trường hợp này không đúng nha, dù bạn bấm nhiều như thế nào thì thang máy nó vẫn đi xuống với tốc độ vậy thôi, hà không có nhanh hơn được đâu. Thì đó là cái ví dụ mà cô nói là người dùng áp dụng mô hình sinh học không chính xác. Vậy giờ cô hỏi mấy bạn nè, các bạn ơi, các bạn có bị ảnh hưởng bởi triết lý the more không ha? Có bị ảnh hưởng bởi triết lý the more không ta, trong cuộc sống các bạn có bị ảnh hưởng không? Rồi cô hỏi thêm một câu hỏi để biết chắc là bạn có bị ảnh hưởng không. Có nhiều nè, bây giờ cô hỏi nè, trả lời cô luôn nha. Đây, để xem, để tìm hiểu xem các thành viên của lớp mình có bị ảnh hưởng bởi triết lý the more and more, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng nhiều, càng nhiều càng tốt hay không, thì hãy trả lời câu hỏi của cô. Khi mà các bạn soạn thảo văn bản, làm báo cáo một cái file Word, Microsoft Word, soạn thảo văn bản, gõ gõ nào, soạn thảo văn bản trên Microsoft Word, bạn sao bài, bao nhiêu lần các bạn bấm nút Ctrl S, bao nhiêu lần, ít nhất bao nhiêu lần muốn save file bấm Ctrl S, các bạn bấm bao nhiêu lần Ctrl S? Một lần. Ô, hậu hiền vậy. Ctrl S nè, bao nhiêu lần các bạn bấm tổ hợp phím Ctrl S để save file, bao nhiêu lần? Ít nhất 2 lần thôi. Bao nhiêu lần? Sao không có mấy lần Dạ, ít nhất 2 lần. không nhớ luôn hả? Là sao vậy Lộc? Ít nhất 2 lần, đúng rồi, cô cũng vậy, cô 3 lần luôn. Cô trả lời tiếp nè, cô Cho nó bấm ít khác nhất luôn. 3 lần hả? Ừ, cho nó chắc thì đó, đúng không? Đó là bạn cái trả lời. Đây là cô coi cái nha, đây à. Ví dụ như là đang ngồi, giống như cô đang ngồi viết báo cáo đi, mời các bạn ngồi viết báo cáo cho cô đi, viết trình, viết báo cáo trên Microsoft Word đã gõ xong. Bây giờ save file, chúng ta là chuyên gia hết expert đó rồi, mình save file là mình xài Ctrl S thôi các bạn. Ctrl S bao nhiêu lần mà bấm Ctrl S, bấm bao nhiêu lần để coi trời trả lời. Bạn Hậu bấm một lần à? Ủa sao bạn Hậu tự tin vậy? Vậy là bạn Hậu rất là bình tĩnh luôn á Hậu. Bấm lần thôi cô, bấm Ctrl S một lần đủ rồi. Bạn Điệp thì bấm ít nhất 5 lần luôn, Điệp rất là cẩn thận luôn. Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S, đúng 5 lần. Toàn thì bấm 3 lần. Còn bạn Hạnh thì bình tĩnh bấm lần thôi cô ơi. Bạn Đạt thì bấm 2 lần, Ctrl S, Ctrl S liên tục. Bạn Quế thì nó là nhiều lần, đếm không hết luôn, mất hoài luôn. Rồi, bạn Quân thì 2 lần, bạn Kiệt cũng 2 lần, bạn Thùy Quanh ít nhất 2 lần. Rồi bạn Lộc nó bấm nhiều quá không nhớ mấy lần luôn coi. Rồi bạn Xuyên ít nhất 2 lần, còn bạn Kết thì rất nhiều lần, bạn Quỳ cũng 2 lần, 3 lần, cô là cô bấm ít nhất 3 lần, cô bấm 3 lần. Janet khi họ suy nghĩ không, bấm thêm cái cho chắc không. Janet Hưng, bạn Hưng thì bấm 2 lần, bạn Thông thì nhiều lần lắm, cứ 10 phút xe khoa lại nếu là bao nhiêu văn bản dài nha. Rồi ở đây là mình bấm liên tục luôn á Triết, ví dụ như là mình gõ xong rồi đó, mình gõ văn bản xong bây giờ mình sao thì mình bấm, ý cô nói là cái sự liên tục luôn á. Ví dụ như như cô nè, cô xe khoa thì bấm internet, internet liên tục 3 lần luôn á. Rồi khoảng 15 phút thì sao bạn lần cũng có nha. Liễu thì nhiều lần, nhắn thường xuyên luôn, đúng rồi, ít nhất 2 lần, nhiều lần nhưng cách khoảng không sao Hạnh ơi, nhiều lần cách khoảng thì không không có vấn đề. Ý cô nói là mình save file mà mình bấm liên tục bao nhiêu lần á, ví dụ như bây giờ mình bấm Ctrl S một lần, cái khoảng 10 phút sau mình bấm nữa thì vẫn gọi là một lần nghe Hạnh. Vậy trường hợp của Hạnh là một lần thôi đó. Nhưng mà khoảng vài phút mà bấm một lần thì nó hơi bị nhiều. Vậy trong trường hợp này là cô vẫn tính là bấm nhiều lần nha Xuyên, tại cô Xuyên có vài phút mà. Cô Xuyên là có vài phút mà. Cô Xuyên có vài phút mà cho nên cô nghĩ là cũng là nhiều lần. Cho em sau lưu trực tiếp trên OneDrive, coi bấm lại 4 lần. Em đặt chế độ auto save 3 giây save 1 lần luôn hả? Trên 2 lần, đúng rồi, em lưu xong mấy bữa sau.
không biết để file đâu là bó tay luôn đó không 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 Một tuần nhiều á, khi có nhiều trường sao hợp mà lên luôn, phim phải nói vậy? cũng có nhiều trường hợp mà mình sao làm xong cái mình lu bu mình quên, cũng có trường hợp đó nghe cái đó đúng rồi. Rồi như vậy thì ô lý do gì mà sao mà lớp mình bấm chi mà bấm mà nhiều lần lưu file bấm nhiều lần vậy, như các bạn trả lời bấm nhiều lần cho nó chắc cô, nhiều khi bấm Ctrl S nhiều khi chưa ăn em bấm hai lần Ctrl S S liên tục vậy cho nó chắc, là do các bạn bị ảnh hưởng mình chơi reader more and more đúng không, đó cô cũng vậy nè, đáng lẽ là bấm Ctrl S một lần là mình thấy là nó save file được rồi, nhưng mà nó lỡ như bấm Ctrl S lần này nó không ăn sao ta, bấm thêm thêm lần nữa cho nó chắc, cho nên là mình bấm Ctrl S nhiều khi Ctrl S ba lần liên tục luôn để mình bảo đảm cho nó chắc, save file cho nó chắc, thì đó là các bạn đã bị ảnh hưởng bởi triết lý the more and more. Và trong cuộc sống á, cái triết lý the more and more nó ảnh hưởng mình nhiều lắm luôn á, có nhiều cái lắm luôn các bạn, ví dụ như trong trường hợp gì đi, ví dụ như giống như cô dạy thực hành xong thì cái phương pháp của phòng thực hành thì sẽ sử dụng cái ổ khóa mà mình bóp ổ khóa lại đó, đó. Như mình bóp ổ khóa một lần được rồi, chứ mình bóp hai ba lần cái ổ khóa một lần, ổ khóa tìm hai cái cho nó chắc, như hai ba lần để chắc, thì đó là cô nói là triết lý the more and more nó ảnh hưởng trong cuộc sống của chúng ta rất là nhiều nha các bạn. Rồi nó tóm lại trong trường hợp này mình tổng kết lại, mental model là gì, mô hình tinh thần là gì, là những cái hiểu biết và kiến thức bạn có được về hệ thống thì gọi là mô hình tinh thần, và bạn hiểu rõ hệ thống càng nhiều và cách vận hành của nó càng nhiều thì mô hình tinh thần của bạn càng phát triển, và người dùng hay có xu hướng là họ áp dụng mô hình tinh thần, tức là những kiến thức họ có về hệ thống hiện tại đối với những cái hệ thống mới, khi họ gặp hệ thống mới họ tương tác như vậy, tương tự như vậy. Tuy nhiên trong đó sẽ có trường hợp là người dùng áp dụng mô hình tinh thần không đúng, ví dụ trong trường hợp người dùng đa số hệ thống xung quanh họ hoạt động theo nguyên lý the more and more, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng hiệu quả, thì họ bị ảnh hưởng bởi triết lý the more and more, và khi họ tương tác với những hệ thống khác họ đều vận dụng cái triết lý the more and more đó. Tuy nhiên có một vài trường hợp không chính xác, như những ví dụ mà cô với các bạn đã thảo luận với nhau. Rồi bây giờ chúng ta qua cái nội dung mới tiếp nha, rồi coi như mô hình tinh thần mình hiểu rồi đó nha, giờ mình học tiếp nè. Rồi mình học tiếp nha cái đó. Đây, các thành phần chính của mô hình tinh thần gồm có metaphor, khái niệm, mối quan hệ giữa những khái niệm khác nhau và ánh xạ giữa những khái niệm và trải nghiệm người dùng. Và đây là cái mô hình, cái mối quan hệ giữa thiết kế khái niệm và thiết kế vật lý. Thì chúng ta thấy được đầu tiên chúng ta phải xác định được yêu cầu người dùng và mô tả được cái vấn đề. Sau đó chúng ta đưa ra những cái kịch bản và chúng ta bắt tay vào thiết kế khái niệm. Và khi chúng ta bắt tay vào thiết kế khái niệm thì chúng ta sẽ có xây dựng được mô hình khái niệm. Và mô hình khái niệm này sẽ là sự hỗ trợ rất lớn để chúng ta tiếp tục phát triển, xây dựng thiết kế vật lý. À, đây, thiết kế vật lý. Và chúng ta hãy cùng nhau khám phá những cái khái niệm thiết kế. Thì thiết kế tương tác là thiết kế cho người dùng sử dụng và tập trung vào ba yếu tố chính như sau. Thứ nhất, how do you do? Người dùng làm như người dùng đang làm gì, người dùng thực hiện như thế nào, người dùng thực hiện như thế nào thì nó liên quan đến cái cách mà người dùng mà chúng ta cảm nhận được thế giới xung quanh. Còn how do you feel, bạn cảm nhận gì, những giờ bạn cảm nhận như thế nào thì nó liên quan đến cái cách mà người dùng cảm nhận thế giới xung quanh và cái chất lượng của giác quan mang lại tạo nên phương tiện. Còn cuối cùng how do you know, làm sao mà bạn biết được vậy, thì nó liên quan đến cái cách mà người dùng họ học và người dùng lập kế hoạch và cái cách mà nhà thiết kế họ mong muốn người dùng nghĩ về hệ thống của họ như vậy. Và chúng ta khám phá tiếp về cái không gian thiết kế. Thì một không gian thiết kế nó sẽ hạn chế thiết kế ở một số hướng trong khi nó cho phép khám phá ở một số hướng khác. Và tiếp theo chúng ta chuyển qua một cái nội dung khác là metaphor trong thiết kế. Thì cái từ metaphor này đó là mình dịch qua tiếng Việt là phép ẩn dụ.
Vậy phép ứng dụng là gì ta? Ở đó mình học ngôn ngữ dân, mình biết phép ứng dụng là gì? Mình dùng cái hình ảnh này để mình nói về cái khác, mình dùng cái hình ảnh này để mình nói về cái khác. Vậy thì metaphor là gì? Metaphor là một cái công cụ thiết kế mà chúng ta sẽ thấy được thấy được cái hình ảnh này trong cái hình ảnh khác. Tức là nó dễ hiểu hơn là gì? Metaphor là một cái công cụ dùng trong thiết kế mà bạn thấy được hình ảnh này, nhưng dùng cái hình ảnh này để nói đến chức năng khác, để nói đến chức năng khác. Cô ví dụ cho mình hiểu rõ metaphor mà mình hay thấy là những cái icon. Ví dụ nè, trong Microsoft Word á, cô thấy cái icon á, hình cây kéo. Cây kéo. Nhưng có phải là cái icon hình cây kéo là nó chỉ ra chúng ta thấy chức năng này là chức năng của cây kéo không các bạn? Không phải, nó phải chỉ cây kéo mà nó là metaphor dùng hình ảnh cây kéo để nói về chức năng là thật, đúng không? Rồi trong Microsoft Word cô thấy một cái icon hình ổ đĩa mềm. Các bạn biết icon hình ổ đĩa mềm đang đó đó. Thì cô hỏi các bạn đúng rồi. Icon hình ổ đĩa mềm là đến chi vậy? Thực ra nó đâu phải, nó nói icon hình ổ đĩa mềm không phải nó chỉ đây là cái ổ đĩa, không phải nha. Mà nó chỉ là gì? Icon hình ổ đĩa mềm để nó chỉ ra. Nhìn vào icon hình ổ đĩa mềm giúp cho cô liên tưởng nhận ra đây là chức năng lưu file, save file. Đúng không cả lớp nha. Ví dụ như vậy thấy nè. Trong cái website thương mại điện tử á, mấy website thương mại điện tử á các bạn, cô thấy một cái icon á, cái góc trên bên phải cái icon đó, cái hình á, cái hình cái giỏ, cái xe đẩy hàng, cái hình như xe đẩy hàng trong siêu thị. Các bạn nhớ trong siêu thị mình vô siêu thị mình mua đồ có cái xe đẩy để mà mình xe đẩy hàng không? Thì cô thấy mấy cái website thương mại điện tử nó có cái icon, cái hình, giống hình cái xe đẩy hàng trong siêu thị. Thì cái xe đẩy hàng này để nó thể hiện chức năng là gì? Giỏ hàng, đặt hàng, chính xác rồi. Tức là mình hiểu ngay, bắt đầu mình có sự liên tưởng như là cả lớp. Tự nhiên cô nhìn vào cái icon, cái hình xe, cái hình chiếc xe đẩy hàng trong siêu thị thì cô mới nhận ra là cái chức năng của cái xe đẩy trong siêu thị là gì các bạn? Có phải là cái chiếc xe đẩy trong siêu thị nó sẽ đựng những cái sản phẩm mà bạn đang mong muốn mua. Tức là bạn muốn mua cái gì á, thì bạn sẽ để cái sản phẩm nó vô trong cái xe đẩy, để vô xe đẩy, để vô xe đẩy, đẩy đi kiếm tiền đúng không? Thì đựng sản phẩm đã chọn, chính xác là phát. Cái chức năng của cái xe đẩy trong siêu thị là gì? Để đựng những sản phẩm mà bạn chọn mà bạn sẽ thanh toán, bạn sẽ mua. Thì tương tự như vậy, cái cô nhìn vào website thương mại điện tử, cái cô thấy cái icon hình cái xe đẩy, cái xe đẩy trong siêu thị, bắt đầu cô liên tưởng đi. Đây là cái giỏ hàng này, cái giỏ hàng là sao? Tức là tôi sẽ để những cái sản phẩm mà tôi muốn mong muốn mua vô trong cái giỏ hàng này. Cho nên bây giờ nãy giờ tôi lựa chọn mấy cái sản phẩm rồi đó. Bây giờ tôi muốn biết là tôi muốn mua cái sản phẩm nào, tôi chỉ cần click vào cái icon giỏ hàng này nè. Thì khi tôi click vào cái icon giỏ hàng, tôi sẽ thấy những cái sản phẩm mà tôi đã chọn, tôi mong muốn mua, vậy tôi sẽ thanh toán những sản phẩm đó. Thì các bạn đã hiểu rồi ha. Thì đó là cái metaphor trong thiết kế. Rồi bây giờ mình nói tiếp cái cho các bạn thấy được là metaphor này dùng để làm gì. Metaphor này thường dùng trong ba cách. Thứ nhất là như cái cách nó sử dụng như là một cái cách mà bạn khái niệm quá những gì người dùng đang thực hiện, nó như là một cái mô hình khái niệm khởi tạo ở một giao diện, và nó được dùng như cái cách trực quan hóa cái tương tác các bạn nha. Đó. Đây là cái ví dụ metaphor, đó là những cái icon đại diện cho những cái ứng dụng mà bạn đã cài đặt trên máy tính của bạn. Đấy, hay là Google, Now Card, tương tự như vậy. Thuận lợi của metaphor, ở chúng ta sử dụng metaphor là gì? Thuận lợi là gì? Nó sẽ làm cho việc giúp cho người dùng học học cái hệ thống mới một cách dễ dàng hơn. Nó giúp cho người dùng hiểu rõ hơn những cái mô hình khái niệm ở mức cơ bản, và nó cũng rất là sáng tạo và cho phép thị trường máy tính và ứng dụng của nó sẽ dễ dàng truy cập hơn với sự đa dạng hơn về cách sử dụng. Tuy nhiên, bất kỳ vấn đề nào cũng có hai mặt của các bạn. Nó mang rất là nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, chúng ta có thể gặp vài vấn đề khi chúng ta sử dụng metaphor. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu những cái vấn đề nào chúng ta gặp phải khi sử dụng metaphor này. Đó là nó có thể phá vỡ những cái nguyên tắc truyền thống hoặc là những cái nguyên tắc về văn hóa, hoặc là nó có thể hạn chế nhà thiết kế trong cái cách mà họ khái niệm quá cái không gian vấn đề, và nó có thể mâu thuẫn với những cái nguyên tắc thiết kế, và nó bắt buộc người dùng chỉ hiểu rõ về hệ thống ở cái mặt metaphor mà thôi, hay nó làm hạn chế nhà thiết kế trong hạn chế cái sự tưởng tượng của nhà thiết kế trong cái việc mà họ thực
nó sẽ hạn chế cái sự tưởng tượng của nhà thiết kế khi họ thực hiện với những cái mô hình khái niệm mới. Thì đó là những cái vấn đề gặp phải, có thể gặp phải khi sử dụng metaverse. Chúng ta hãy tìm hiểu cái mối quan hệ giữa mô hình tinh thần và icon, mối quan hệ giữa mental model và icon. Đây, khi chúng ta nhìn vào một icon, lúc này mạng neuron của chúng ta sẽ ánh xạ một cách vô thức những cái hiểu biết mà chúng ta đã có về hình ảnh này hoặc là thành phần của hình ảnh này. Cô nhắc lại, icon, khi chúng ta nhìn vào một icon thì lúc này mạng neuron sẽ ánh xạ một cách vô thức những cái hiểu biết của bạn về cái hình ảnh đó để giúp cho bạn nhận ra và có sự liên tưởng. Cô ví dụ, khi cô nhìn vào cái icon mà có hình dấu chấm hỏi thì lúc này mạng neuron của cô sẽ ánh xạ một cách vô thức những kiến thức của cô về cái hình ảnh dấu chấm hỏi này, thì làm cho cô liên tưởng là dấu chấm hỏi này, làm cho cô liên tưởng, cô nhận ra là nó liên quan đến câu hỏi. Như vậy là cô muốn đặt câu hỏi thì cô chỉ cần click vào cái icon dấu chấm hỏi này. Nghe cả lớp nha. Hoặc là cô muốn cái trợ giúp gì đó, cô click vào cái icon dấu chấm hỏi này. Sau đây cô sẽ giới thiệu với các bạn Horton Icon Checklist. Đây. Khi bạn thiết kế icon thì chúng ta sẽ có những cái nguyên tắc giúp bạn thiết kế icon, thì bác Horton đã đưa ra gọi là Horton Icon Checklist, cái checklist mà để dành cho bạn khi bạn thiết kế icon, tức là icon bạn thiết kế phải đạt được những cái tiêu chí như sau. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu Horton Icon Checklist như thế nào. Khi bạn thiết kế icon thì icon mà bạn thiết kế phải đạt được những cái tiêu chí như sau, như trong danh sách của Horton Icon Checklist. Icon bạn thiết kế phải dễ hiểu, icon bạn thiết kế phải quen thuộc, icon phải rõ ràng, icon phải dễ nhớ, icon phải cung cấp nhiều thông tin, icon phải ít chi tiết, icon phải riêng biệt khác biệt, icon phải thu hút lôi cuốn, icon của bạn phải rõ ràng, và icon của bạn phải tối giản, icon của bạn phải mạch lạc, và icon của bạn phải dễ dàng mở rộng được. Thì đây là icon Horton Checklist giúp cho bạn khi bạn thiết kế icon, thì hãy thiết kế icon của bạn phải đạt được những cái tiêu chí như trong nhà sách đưa ra. Và cái phần cuối cùng của chương 2, các cái loại tương tác, interaction type, các loại tương tác. Các loại tương tác là một cái cách để bạn khái niệm hóa không gian thiết kế nó liên quan đến những cái loại tương tác để bạn hiểu rõ hơn, để bạn làm nổi bật rõ hơn cái trải nghiệm của người dùng. Thì nó quan trọng hơn, các loại tương tác là cái cách mà người dùng họ sẽ tương tác với hệ thống của bạn, với sản phẩm của bạn như thế nào. Tức là các loại tương tác là gì? Là cái cách mà người dùng họ tương tác với sản phẩm tương tác của bạn, với hệ thống tương tác của bạn. Và chúng ta sẽ có bốn loại tương tác chính như sau. Loại tương tác thứ nhất gọi là instructing, sự chỉ thị. Loại tương tác thứ hai là conversing, cuộc hội thoại. Loại tương tác thứ ba là manipulating, sự thao tác. Và loại tương tác thứ tư là exploring, sự khám phá. Thì chúng ta hãy đi vào loại tương tác thứ nhất, quan trọng nhất, phổ biến nhất, hay sử dụng nhất, đó là instructing, sự chỉ thị. Vậy sự chỉ thị là gì? Sự chỉ thị, đây là cái loại tương tác mô tả làm thế nào người dùng họ thực hiện thao tác bằng cách nói ra cho hệ thống biết cần phải làm gì. Hay cô giải thích nhiều cho dễ hiểu hơn. Sự chỉ thị, đây là loại tương tác mô tả người dùng thực hiện các thao tác bằng cách chỉ thị hệ thống phải làm gì đó, phải thực hiện như thế nào. Thì ví dụ, đây là cái ví dụ máy bán hàng tự động. Bây giờ cô muốn đưa ra chỉ thị để mà hệ thống hiểu được là cô muốn mua cái bánh Aussie snack đi, là cái ô 1 2 3 4, hàng thứ tư cột thứ hai, cái bánh snack tôm này giống như Aussie snack tôm này nè. Cô muốn mua bánh snack tôm này, cô sẽ đưa ra chỉ thị để hệ thống thực hiện theo đúng chỉ thị của cô để hoàn thành cái tác vụ đó. Bây giờ cái tác vụ cô đưa ra là gì? Mua cái bánh snack tôm, và bắt đầu cô sẽ đưa ra chỉ thị để hệ thống hiểu là hệ thống phải làm gì. Cô sẽ đưa ra chỉ thị bằng cách nào bạn? Cô nhấn vào nút bấm, nhấn nhấn nhấn, ví dụ cái đó là mã D2, để tiền vô bấm D2, nhấn 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 vào và đợi và lấy cái bịch bánh snack tôm này, Aussie snack tôm này, ví dụ vậy. Và thông thường những cái ứng dụng di động mobile app của các bạn thì bạn đưa ra instructing sự chỉ thị bằng touch
có phải là chạm vào màn hình không. Ví dụ như là cô muốn đọc tin nhắn thì cô sẽ đưa ra cô muốn đọc tin nhắn. Đây cô mở Messenger, cô mở Zalo lên đi. Cô mở Zalo lên cái cô thấy được những cái tin nhắn từ nhiều người dùng. Thì tự nhiên có một cái tin nhắn đến và cô muốn đọc tin nhắn thì cô sẽ đưa ra instructing, sự chỉ thị để cái Zalo, app Zalo hiểu được là cô muốn đọc tin nhắn, thì cô đưa ra chỉ thị bằng cách là touch, có nghĩa là cô sẽ chạm vô màn hình, thì cô sẽ chạm vô màn hình cái tin nhắn này thì tin nhắn sẽ mở ra để cho cô đọc. Và cái sự chỉ thị instructing này đa số trên mobile app là chúng ta thực hiện sự chỉ thị thông qua touch, chạm vô màn hình, nhập 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 vô gì đó. Ví dụ như cô muốn nhắn tin, cô muốn đưa ra cái chỉ thị là cô nhắn tin cho cái người này, thì có phải là cô touch chạm vô màn hình và cô nhập 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 tin nhắn rồi cô bấm nút send nó gửi. Thì đa số cái thao tác của cô thực sự chỉ thị thông qua cái thao tác touch chạm vô màn hình ha. Bên cạnh đó cô có thể đưa ra sự chỉ thị instructing bằng voice, giọng nói. Ví dụ cô mở YouTube lên, cô muốn tìm một cái bài hát, cái cô kiếm cái phần tìm kiếm này, cái chỗ ô tìm kiếm, thì cô đưa ra chỉ thị tìm kiếm bằng cách tương tác thêm bằng cách một cái loại thao tác là touch chạm màn hình, bằng cách cô chạm vào màn hình cái cô gõ 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 cô nhập đúng cái tên bài hát đó. Tuy nhiên cái chỉ thị của cô đưa ra có thể bằng cái thao tác là voice, giọng nói, tức là khi cô nhìn vào cái phần tìm kiếm có cái hiệu micro, cô bấm vô cái hiệu micro và cô sẽ nói vào đó thì cô sẽ đưa ra chỉ thị bằng giọng nói. Nghe các bạn, cô nhắc lại, instructing sự chỉ thị là cái loại tương tác phổ biến nhất, sử dụng nhiều nhất trong tất cả các ứng dụng, trong phần lớn các ứng dụng. Vậy cái loại tương tác sự chỉ thị này là gì? Sự tương tác sự chỉ thị này là gì? Là cái loại tương tác sự chỉ thị là loại tương tác mô tả người dùng thực hiện những cái tác vụ của họ bằng cách đưa ra chỉ thị để hệ thống thực hiện. Thì họ có thể đưa ra chỉ thị bằng cái thao tác touch chạm vô màn hình hoặc là bằng voice, giọng nói. À, các bạn ha, thì đây là sự chỉ thị rồi mà mình nắm được rồi ha. Cái loại tương tác thứ hai là cuộc hội thoại, conversing, cuộc hội thoại. Đây là cái loại tương tác dựa trên cái ý tưởng là người dùng sẽ có một cuộc hội thoại với hệ thống, nơi mà hệ thống hành động như là một người đối thoại. Cô nhắc lại, cuộc hội thoại là gì? Đây là cái loại tương tác. Loại tương tác này sao? Là mô tả là người dùng họ có một cái cuộc hội thoại với hệ thống, nơi mà hệ thống hành động như là một người đối thoại. Và đã là cuộc hội thoại thì phải có hỏi đáp trả lời nha. Các bạn ơi, các bạn nhớ phân biệt được là cái sự chỉ thị bằng thông qua thao tác giọng nói nó khác với cuộc hội thoại nha. Ví dụ như trên YouTube á, bạn tìm kiếm bài hát, cái bạn chọn cái thao tác là giọng nói, bạn lấy cho micro bạn nói, thì đây là instructing sự chỉ thị nha. Còn cuộc hội thoại là gì? Đây là cái loại tương tác dựa trên ý tưởng, người dùng có cuộc hội thoại với hệ thống, nơi mà hệ thống sẽ hành động như một người đối thoại. Tức là sao cả lớp? Tức là có người hỏi, người trả lời, hỏi, trả lời, đó là cuộc hội thoại. Thì ví dụ Siri, Siri trên iPhone, các bạn có biết Siri xuất hiện trên iPhone mấy không? Xuất hiện lâu rồi, Siri đã bắt đầu xuất hiện trên iPhone 4 hết. Bây giờ chúng ta sẽ xem một cái video về Siri cho cái loại tương tác là cuộc hội thoại như thế nào. Đây, các bạn với cô cùng xem một cái video về Siri nha. Đây, Siri. À, đợi cô xíu nha. Để cô mở là cái. Rồi, để cô share lại cho các bạn. Đây, Siri, loại tương tác cuộc hội thoại. Đây, người dùng và hệ thống có cuộc hội thoại luôn. Bắt đầu. Người dùng hệ thống có cuộc hội thoại. Read me the message. New message from Sebastian. Great news. We got the go ahead. Can we meet at 10? Reply. Definitely. I'll see you there.
Play my running mix. What's the traffic like about here? Here's the traffic. Text my wife, I'm going to be 30 minutes late. Is it going to be chilly in San Francisco this weekend? Not too cold. Maybe down to 61 degrees in San Francisco. What about Napa Valley? Doesn't seem like it. How many cups are in 12 ounces? Let me think. Okay, here you go. Set my timer for 30 minutes. Okay, 30 minutes and counting. Notification for messages. Sandy Chen, are we still on for dinner tonight? Reply. Sure, I'll be there. Here's your reply to Sandy Chen. Sure, I'll be there. Rồi, xong rồi. À, nhớ phân biệt được câu hỏi thoại cho cô nha. Tiếp theo học tiếp nè. Bây giờ mình sẽ la qua cái loại tương tác thứ ba. Mình gọi là manipulating. Sự thao tác. Đây là loại tương tác liên quan đến thao tác đối với vật thể và tận dụng kiến thức người dùng có được về việc họ thực hiện tương tự như vậy trong trong hệ thống trong 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 thế giới thực. Đây, sự thao tác. Đây là loại tương tác liên quan đến thao tác đến vật thể và tận dụng kiến thức người dùng có được về việc họ làm tương tự như vậy trong cái thế giới thực. Cô ví dụ trong thế giới thực thì cô đá banh, và mình đá banh sao, mình giơ chân lên mình đá banh, mình chụp banh, mình lấy hai tay mình chụp lại, thì khi họ tương tác với hệ thống này, cái hệ thống này là các bạn, thì họ cũng làm tương tự như vậy. Họ đá banh thì họ cũng làm, trong thực tế là tôi đá banh, tôi giơ chân lên thì tôi tương tác với hệ thống này, tôi cũng giơ chân như vậy thì chứng hình là tôi cũng cũng chơi đá banh. Rồi trong thực tế thì tôi chụp banh, tôi lấy hai tay tôi chụp lại, thì trong 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 hệ thống này tôi tương tác, tôi cũng dùng hai tay tôi chụp lại như tôi chụp banh. Thì đó là cái sự cái loại tương tác, sự thao tác. Và đây là ví dụ về Kinesbot. Chúng ta hãy xem một cái video để thấy được cái loại tương tác sự thao tác như thế nào nha. Đây, đây là video về Kinesbot. Rồi, bắt đầu, chúng ta bắt đầu. I'd like to show you something that my family and friends think is absolutely amazing. It's Kinect for Xbox 360. Kinect is different. There are no gadgets to hold, swing, push, or pull. You are the controller. Kinect lets you interact with games and entertainment in the most natural way possible, using your body and voice. Xbox, click. When you play Kinect games, you don't just use your eyes. You play with your entire body. These games get everyone up off the couch, laughing, cheering, and playing along. And it's so easy, anyone can jump in and play. Kinect Adventures comes with your Kinect sensor, so your family can jump, dodge, and kick your way through all kinds of experiences. À, cô bật lại nghe, hồi nãy cô quên bật sub. Cô quên bật subtitle lên. Các bạn chịu khó coi lại nghe, hồi nãy cô quên bật subtitle lên. I'd like to show you something that my family and friends think is absolutely amazing. It's Kinect for Xbox 360. Kinect is different. There are no gadgets to hold, swing, push, or pull. You are the controller. Kinect lets you interact with games and entertainment in the most natural way possible, using your body and voice. Xbox, click. When you play Kinect games, you don't just use your eyes. You play with your entire body. These games get everyone up off the couch, laughing, cheering, and playing along. And it's so easy, anyone can jump in and play. Kinect Adventures comes with your Kinect sensor, so your family can jump, dodge, and kick your way through all kinds of exciting adventures.
Connect is revolutionary when it comes to games. But wait until you see what it does when it's paired with Xbox Live. Suddenly, a whole world of entertainment is at your command. And you can share the fun with people next to you or on the other side of the world. You can access and control your favorite HD movies and music with a wave of your hand or the sound of your voice. Again, you are the controller. Check this out. I just move my hand to select a movie. I can fast forward like this, or rewind, or pause. I can also control things with my voice. Xbox Play. Video Connect makes it super easy to have a natural couch-to-couch conversation with friends and family, all on the best screen in the house. No headsets, no controllers. Connect even zooms out automatically, so we can all get in on the conversation. Connect lets you experience entertainment in extraordinary ways, and Xbox has made sure that it's fun and more safe for the entire family, with advanced parental control and the new Family Center, available to Xbox Live Gold Family Pack members. If you're looking for a new twist on family fun, you've got to get Connect. There is something for everyone. Games, music, movies, and more. With Connect, there are no gadgets, no gizmos, just you. And Connect works with every Xbox 360. So what are you waiting for? Jump in with Connect for Xbox 360. Rồi, chúng ta xem xong rồi Kinect rồi ha, đã hiểu được cái loại tương tác là manipulating nha. Giờ mình tìm hiểu tới loại tương tác cuối cùng. À, bạn để tôi xem mình nhận được. Đó là exploring. Đây là cái loại tương tác gọi là sự khám phá, exploring. Đây là cái loại tương tác liên quan đến người dùng di chuyển trong môi trường ảo. Exploring, sự khám phá, đây là loại tương tác liên quan đến việc người dùng di chuyển trong môi trường ảo. Cô hỏi cái lớp nha, các bạn này đang sử dụng cái hệ thống gì dạ, các bạn biết không? Exploring, sự khám phá, đây là loại tương tác liên quan đến người dùng di chuyển trong môi trường ảo. Cái bạn này đang sử dụng cái hệ thống gì vậy ta? Có ai biết không? Trả lời giùm cô ơi. Đốt đi, đốt đi. Cái này gọi là gì vậy? Này, có câu trả lời rồi. Kính thực tế ảo, đúng rồi, chính xác rồi bạn Kiệt. Cảm ơn, đúng rồi. Đúng rồi, lớp mình giỏi quá ta. Bạn Kiệt, bạn Nguyên, bạn Chiến và bạn Hậu trả lời đúng rồi. Kính thực tế ảo. VR system, virtual reality system. Thì ngày nay với sự hỗ trợ của VR app, virtual reality app, những cái app, những cái ứng dụng thực tế ảo mà chúng ta có thể du lịch vòng quanh thế giới mà không cần rời khỏi nhà luôn. Tức là mình ở nhà mà mình vẫn có thể du lịch vòng quanh thế giới luôn. Rất là hấp dẫn. Vậy hãy cùng cô xem một video nha. Video nó mang tên là đây là những cái ứng dụng này, virtual reality app, VR app, những cái VR app, những cái ứng dụng thực, những cái ứng dụng thực tế ảo này, những cái virtual reality app, những ứng dụng thực tế ảo này để giúp bạn du lịch vòng quanh thế giới mà không cần phải rời khỏi nhà. Chúng ta sẽ có 5 ứng dụng như sau. Đây, để cô xíu. Rồi, bắt đầu, cùng xem với cô. If you like the idea of travel and exploration, but would rather do it from the comfort of your own home, these virtual reality apps might be your perfect weekend getaway. Whether it's climbing Mount Everest or diving deep beneath the ocean, this futuristic way to travel will take you where few have gone before. Google's Earth VR is exactly what it sounds like. Google Earth, but in a virtual reality headset. It takes all of the data from Earth, which is 3D models of a large portion of the surface, and puts it in an interactive experience that lets you choose any location you'd like to explore. It's now available on the Vive and Oculus, plus comes with the added bonus of a bird's eye view. Unless you're currently under the age of 10, you're likely not going to ever set foot on Mars. In partnership with NASA,
Fusion Media Group has designed this app that lets you breathe in panoramic views of the Martian surface. You can wander around the landscape, gaze at Martian skies, drive a rover, and even plant a flag. An approximation of what it might be like when, and if, humans set foot on the red planet. The images are accurately mapped and modeled using NASA's satellite data. If you're the kind of person who likes to visit museums, galleries on a trip, Boulevard brings a whole collection of museums and art galleries to you. The company partnered with leading museums and cultural sites in an effort to create a VR experience that is also educational. Best of all, it's currently free, and the company encourages people to use it as a teaching tool for classrooms. If you've always wondered what getting to the top of Mount Everest feels like, this app will get you there with its high-fidelity first-person experience. You begin by preparing for your expedition at the base camp, traverse through the Khumbu icefall, and finally reach the summit where you can activate something called a God Mode that offers a unique vantage point. Everest VR is an award-winning experience that's emotionally moving and fun. Aren't scuba certified but always wanted to see what lies at the bottom of the ocean? Check out The Blue, created by Fever Studios. It transports you into a gorgeous underwater experience where you'll come face to face with the largest creature on the planet, the blue whale. These aren't the only apps that let you see the traffic. As VR technology advances, app developers are working around the clock to make better and more immersive VR experiences every day. So put on that headset. Rồi, trả lời nói chung là năm cái app này cô cực kỳ ấn tượng, cô cực kỳ ấn tượng với cái app cuối cùng đó là The Blue, với ý tưởng là bơi với cá voi sặc này khá là hấp dẫn nha. Đây, chúng ta đã xem xong cái clip này rồi và chúng ta đã hiểu được là chúng ta có bốn loại tương tác. Vậy thì một câu hỏi là trong bốn loại tương tác này là cả lớp. Đây, tới nha, cái slide tiếp theo. Trong bốn loại tương tác này nè, instructing sự chỉ thị, conversing cuộc hội thoại, manipulating sự thao tác, exploring sự khám phá. Trong bốn loại tương tác này, loại nào là tốt nhất? Thì câu trả lời là không có loại nào là tốt nhất hết, mà nó còn tùy thuộc vào đối tượng người dùng, tùy thuộc vào mục đích của chúng ta mà thôi. Đây, cái loại tương tác sự chỉ thị thì tốt với những cái tác vụ mà cứ lặp đi lặp lại, ví dụ kiểm tra chính tả, quản lý file. Còn cái cuộc hội thoại thì tốt cho trẻ em hoặc là những người sợ sử dụng máy tính, hoặc là những người khuyết tật, hoặc là những cái ứng dụng chuyên biệt như là dịch vụ điện thoại. Trong khi manipulating, sự thao tác trực tiếp thì tốt đối với những cái tác vụ mà cần phải thực hiện. Ví dụ bạn thiết kế cái gì đó, bạn vẽ cái gì đó, bạn may hay là bạn lái xe gì đó ha. Và mô hình khái niệm hỗn hợp thì thông thường được sử dụng nơi mà nhiều cách khác nhau để thực hiện cùng một chức năng được hỗ trợ mặt giao diện nhưng mất thời gian dài hơn để học. Tóm lại trong chương này, chúng ta đã hiểu rõ mô hình khái niệm. Mô hình khái niệm là sự mô tả cấp cao của sản phẩm trong cái hình thức mà người dùng có thể thực hiện với nó và những cái khái niệm mà họ cần thiết để mà họ hiểu rõ là tương tác với hệ thống như thế nào. Với hệ thống, với sản phẩm như thế nào, họ tương tác với hệ thống, họ tương tác với sản phẩm như thế nào. Và metaphor là được hiểu thông thường như là một phần của mô hình khái niệm. Và các cái loại tương tác, bốn loại tương tác: instructing sự chỉ thị, conversing cuộc hội thoại, manipulating sự thao tác và exploring sự khám phá, cung cấp cái cách để cho người dùng họ hiểu được cái sự hỗ trợ tốt nhất hoạt động của người dùng khi họ sử dụng cái sản phẩm nào đó. Thì đó là cái phần kết luận cho dành cho chương 2 này. Và đây là cái tài liệu mà cô tham khảo cho cô soạn chương 2 này. Thì hai quyển sách ha, là cái quyển sách ở phía dưới cái cuốn Introduction Design, Beyond Human Computer Interaction, là cái cuốn này là cô hay tham khảo nhiều nhất. Rồi. Rồi chúng ta đã học xong chương 2. Cả lớp có ý kiến gì không? Có câu hỏi gì không nè? Các bạn có câu hỏi nào nữa không? Có câu hỏi nào không cả lớp? Cô đợi một phút nha. Coi các bạn nào có câu hỏi nào nữa không?
Ừ, rồi vậy ha, vậy là trước mắt là mình chưa có câu hỏi nào ha. Không sao đâu, mình về mình coi lại cái bài giảng, nếu mà mình có câu hỏi nào thì thứ hai tới mình thảo luận với cô tiếp, không sao hết nha cả lớp. Bây giờ là bữa nay là thứ sáu cuối tuần rồi. Cảm ơn các bạn đã học với cô Minh Học ngày hôm nay, cảm ơn cả lớp nhiều nha. Rồi cô nhắc lại, cái mạng cô đang học ổn định đang rồi. Cảm ơn các bạn đã học với cô buổi hôm nay nha. Mình hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai ngày 16 hay như ta, để cô coi lịch cho. Đúng rồi, thứ hai 16 tháng 10. Vậy mình gặp lại các bạn vào thứ hai 16 tháng 10 nha cả lớp. Dạ, yeah, cảm ơn cô. Cảm ơn các bạn tham gia học với cô hôm nay nha. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cuối tuần vui vẻ nha. Rồi, chúc cả lớp ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối thứ hai. Cô chào cả lớp. Rồi, cô chào cả lớp nha.